Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại cái video tiếp theo của mình. Mình là Ngọc Khánh đến từ Autotedo Hà Nội. Và hôm nay đây thì mình xin phép là giới thiệu đến quý khách hàng một cái dòng sản phẩm xe có, có lẽ chắc hẳn là mọi người đã quá là quen thuộc rồi, đó là dòng cái xe tải nhẹ Teda 100, một cái dòng sản phẩm ruột của công ty Tedo của chúng tôi. À, tiếp nối cái sự thành công từ những năm 2018 cho đến hiện nay là năm 2021 thì nhà máy Han Moto lên mà sản sinh ra cái chiếc xe Tera 100 này đã bắt đầu cho ra những cái chiếc xe Tera 100 đời 2021 trên thị trường rồi. Và bên cạnh mình đây đang là chiếc xe Tera 100 à, đời 2021 phiên bản thùng kín. Và hôm nay thì trước tiên là chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem là cái chiếc xe Tera 100 thùng kín đời 2021 này nó có gì thay đổi, có gì cải tiến hơn so với cả những cái chiếc xe của năm cũ. Và cái điều cuối cùng là mình sẽ hướng dẫn quý vị các bạn lựa chọn một chiếc xe tải Tera 100 đời 2021 thì mình sẽ nhận biết nó như thế nào. Bởi vì hiện nay là trên thị trường có rất là nhiều các cái đơn vị bán hàng bán cái xe TL100 này nhưng người ta cứ mời mọc là xe đời 2021 nhưng mà khi mà quý khách hàng đến mua xe lại bị mua phải những cái chiếc xe đời 2019, 2020 tức là phải mua phải những chiếc xe tồn mà người ta muốn đẩy đi thì những cái bên showroom ấy, mà làm ăn nó không được uy tín ấy thì người ta sẽ đánh lừa quý khách hàng Đấy để quý hàng bởi vì là đa số quý hàng khi mà đi mua xe ấy thì mình sẽ không biết cách phân biệt xe đời 2021 nó như thế nào và xe đời cũ thì nó như thế nào. Thì đầu tiên đi vào cái mục đích đầu tiên của video này đó là giới thiệu về chiếc xe Tera 100 này. À, thì như các bạn nhìn thấy là chiếc xe Tera 100 đời 2021 này. Cái ngoại quan của nó thì nó không có gì thay đổi so với cả cái đời 2019 2020 nó vẫn là cái thiết kế đầu thuôn dài ra này, thiết kế đầu theo kiểu khí động học này, à, giúp à, xe chạy được nướt hơn này và tiết kiệm xăng hơn này. Mặt ga lăng đèn à, và đèn chiếu hậu thì vẫn được trang bị như những cái chiếc xe của năm cũ, không có gì thay đổi. Chỉ có một điều đó là về cái phần à, sắt xi si ở bên ngoài của xe thì nó được nâng cấp lên một chút. Đó là phần sắt si của xe này. Đây, quý bạn có thể nhìn thấy là nó vẫn là sắt si dạng cong, nó vẫn là sắt xi si dạng cong. Vẫn là chassis dạng công Nhưng Nhưng ở năm 2021 Thì nó có vẻ là nó sẽ dày hơn một chút Và rộng to bản hơn một chút Đấy Vì vậy mà chiếc xe này Nó sẽ có một cái chassis vững chắc hơn Đấy Là cái điểm nổi bật So với ở bên ngoài Còn về mặt thùng bệ này Và cái thiết kế ở bên trong của xe Thì thật đáng tiếc là nó vẫn chưa có gì thay đổi nhiều Tôi Rất là mong muốn xe Toyota 100 này Ở những cái phiên bản tiếp theo nó sẽ được cải tiến hơn một chút về cái phần nội thất như có thể là lắp thêm cho khách hàng cái camera này, cái màn hình này, đấy, hoặc là bọc ghế ra cho cái khách hàng nhưng mà rất tiếc là đời 2021 này thì chiếc xe Tera 100 này nó vẫn chưa có được cái điều đấy. đấy thì uh, chắc hẳn là mình lại phải đợi tiếp tục đợi thêm một thời gian nữa thì uh, nhà máy sẽ cải tiến dần cái điều này. Uh, bây giờ ấy, thì xin mời mọi người đi vào bên trong để xem cái chiếc thùng của chiếc xe Toyota 100 thùng kín này đời 2021 này nó như thế nào nhá. Bởi vì thực sự là mình ấy, rất là ít khi mà mình à, quay được một chiếc xe thùng kín để quý vị bạn có thể tham khảo. Xin mời mọi người là đi tham quan cái chiếc thùng của chiếc xe Tera 100 đời 2021 này thì nó sẽ như thế nào nhá. Cái phiên bản thùng kín này ấy, thì à, tôi rất là ít khi mà có xe để mình à, quay lên cho quý khách hàng bởi vì à, cái chiếc xe thùng kín này ấy, nó chỉ chiếm khoảng 30% cái lượng xe mà bên mình bán ra thôi cho nên là mình không 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 hay quay cái video này hôm nay đây thì nhân tiện là có xe và có thời gian đấy thì mình sẽ quay review cho mọi người xem cái thùng của chiếc xe này đấy thì như các bạn nhìn thấy là chiều dài lọt nằm của thùng này là 2 m tám à hai m bảy chiều dài nó lọt nằm của thùng đối với cả cái xe phiên bản thùng đời thùng kín thì có cái chiều dài là hai m bảy ngắn hơn một chút so với cả chiếc xe thùng bạc nhập khẩu còn về kết cấu ở bên trong ấy thì nó được toàn bộ cái phần sườn của nó này đều là thép hộp nhé. Đây các bạn có thể nhìn thấy này. Thép hộp 33. Rất là dày, to bản này. Được đan khá là dày nên là cái phần sườn của xe này nó rất là cứng vững. Cái phần chiều cao của xe này là 1m 60, 1m 6. Khá là ổn về cái mặt sàn này của xe ấy, thì bên mình đang có hai cái phiên bản sàn đó là phiên bản sàn sóng và cái phiên bản sàn sóng như tôi đang quay đây và một cái phiên bản nữa đó là phiên bản sàn phẳng đấy thì tùy vào mục đích mà quý khách hàng có thể lựa chọn những cái phiên bản thùng khác nhau đây quý bạn có thể nhìn thấy là cái phần vách của nó đây được làm hoàn toàn bằng thép hộp Ba bà đây rất là dày to bạn. Những cái mũi hàn này đường hàn nó đều được đánh bóng rồi sơn hết à, toàn bộ một trăm phần trăm là sơn uh, chống ăn mòn rồi nhá. Đấy, như các bạn cũng nhìn thấy, sơn toàn bộ hết những cái mũi hàn là thứ là sơn hết sơn chống ăn mòn rồi. Cho nên là về cái độ bền của xe thì quý bạn có thể yên tâm. Tiếp theo là về, về cái phần vách thùng ở bên ngoài đây, thì là bằng cái này là bằng e inox quý bạn nhá, là bằng inox e nhưng mà không phải là loại inox e tốt nhất đâu, mà chỉ là cái loại inox e bình thường thôi và cái loại E-lock này thì uh, trên thị trường nó cũng khá là phổ biến. Đấy, hầu hết đa số các dòng xe là đều sử dụng cái dòng sản phẩm E-lock này. Thì ở trên thùng của xe đấy ấy, thì cũng đã được trang bị đây các bạn có thể nhìn thấy là một chiếc đèn ở giữa thùng đây. Đấy để mọi người có thể là quan sát uh, hàng hóa ở trong này khi mà trời tối mình bốc vác sẽ dễ, dễ dàng hơn, di chuyển nó dễ dàng hơn. Đấy. Rất là thuận tiện. ngoài ra ấy, thì với cái với bản thùng kín này thì xe nó cũng được trang bị thêm một cái cánh cửa bên hông đấy các bạn có thể nhìn thấy khi mà thiết kế thêm một cánh cửa bên hông này ấy, thì cái việc mà lấy hàng của mình ra hay là vận chuyển hàng của mình lên xuống ấy nó cũng đơn giản hơn nó tiết kiệm thời gian hơn cho quý khách hàng đây các bạn có thể nhìn thấy này những cái lớp đệm mút của chiếc xe Tera 100 đây các bạn có thể nhìn thấy nó rất là dày nên là nó tạo được cái độ kín khít cho chiếc xe này Khi mà tôi đậy hết nắp thùng lại như này Đóng hết cả cửa sau lại Thì tôi đảm bảo với bạn là không thể nào Mà nước ở bên ngoài có thể ngấm vào Không thể nào ngấm vào được Đó là một cái điều, một cái hàng rất là quan tâm Còn về phần uh, máy móc của xe Teda 100 ấy thì uh, chắc hẳn là quý bạn đã quá là hiểu rõ rồi. Nó sử dụng động cơ Mitsubishi của thương hiệu Nhật Bản, cho nên là máy của nó chạy rất là khỏe và tiết kiệm nhiên liệu. Thì để chứng minh cái điều đấy ấy, thì mình xin phép là cho quý bạn là uh, lại chiêm ngưỡng lại cái động cơ của chiếc xe này để xem có đúng phải là động cơ của Mitsubishi không. phép là giới thiệu cái động cơ này cho mọi người xem nhá. Ở những cái dòng xe như kiểu là của Thaco này, này hay là của là những cái dòng xe mà quý bạn biết là nó rất là chất lượng nhưng mà trên cái động cơ của nó ấy, nó vẫn không hề có tên tuổi của một cái thương hiệu nào cả nhưng mà chiếc xe Teda 100 này đây thì các bạn có thể nhìn thấy là ở động cơ của nó đây nó được dập nổi hẳn cái chữ Mitsubishi đấy ạ đấy quý bạn nhìn rõ chưa ạ đấy tôi khẳng định là chưa có một cái dòng xe tải nào mà nó lại có dám dập nổi hẳn cái dòng thương hiệu lên thân máy xe Tera này 100 này đâu còn bây giờ thì đi vào cái mục đích thứ hai của video này, đó là tôi sẽ giới thiệu cho quý bạn biết là cái cách mà để mình phân biệt được cái chiếc xe đời 2021 so với cả những cái xe đời 2019, 2020 nó sẽ như thế nào quý bạn nhá. Đấy. Thì khi mà quý bạn đi mua xe tải t 100 ấy thì quý bạn lưu ý là mọi người hãy đi đến cái phần ghế phụ của chiếc xe này. Quý khách hàng là hãy đi đến cái phần ghế phụ của chiếc xe này. Mở cửa ra. Sau đó là lật cái phần ghế phụ lên đấy thì khi mà quý bạn lật cái phần ghế phụ lên ấy thì nó sẽ có một cái miếng da nó bao nhiêu này đấy thì quý bạn là hãy lật cái miếng da này ra và bên dưới cái ghế phụ này nó sẽ ghi một cái dòng một cái dòng chữ đây ký tự ABCXZ và cái dòng này gọi là số vin của chiếc xe thì cái dòng số vin này ấy, nó cũng giống như là chứng minh thư của mỗi người thôi mỗi người sẽ có một cái chứng minh thư thì đối với xe tải nó là mỗi một chiếc xe nó sẽ có một cái mã số thì quý bạn có thể nhìn thấy là ở cái phần cách biệt giữa cái phần chữ và cái phần số này, này, ở cuối này các bạn có thể nhìn thấy đây là đời 2021 thì là chữ MC còn đối với đời 2020 thì nó sẽ là NC còn đối với cả đời 2019 ấy thì nó sẽ là KC đấy và đây là các cái nhân biệt chính xác nhất và đơn giản nhất để mình có thể phân biệt được đời của chiếc xe tải mà mình định mua nhá ấy thì vừa rồi ấy thì mình đã giới thiệu cho quý bạn biết được là cái chiếc xe đời 2021 nó sẽ như thế nào và nó có gì thay đổi so với cả những cái đời trước đây và mình cũng đã nói cho các bạn biết cái cách mà để phân biệt khi mà mình đi mua xe tay 100 để các bạn có thể là tránh được cái trường hợp là mình sẽ mua phải những cái xe tay 100 đời 2019 hay là đời 2020. Đấy thì cũng rất là mong là quý bạn sẽ chọn cho mình được một chiếc xe ưng ý. nếu à, mọi người cảm thấy cái video này của mình nó có ích cho quý bạn thì quý bạn hãy cho mình xin một like và một uh, nút đăng ký kênh ngoài ra ấy, nếu mà quý khách hàng có cái nhu cầu muốn mua xe teda 100 này hay là muốn tìm hiểu thêm những cái thông số chi tiết cụ thể hơn thì quý bạn hãy liên hệ với cả mình thông qua cái số điện thoại mà mình để ở dưới góc màn hình nha các bạn cảm ơn quý bạn đã theo dõi hết video của tôi.